that in the last year that couldn't ask anything more because she was her client. I have to ask permission for her to come. Ủa thưa Huyền ơi, ơi ba. Đang lúc đó, bây giờ hôm nay có một diễn viên rất là nổi tiếng đến từ Việt Nam. Đây bây giờ thì mời em bắt chào. Em nghĩ là bây giờ một người nước mắt nước tiếu. Yeah, that's me. No, I'm just kidding. Do you understand Vietnamese? Yeah. You understand winner. 0627076. Whoever have this number, we'll win some prize by the state, okay? Okay, em còn 6 con được bóc thôi. She's a ruby star. This one. Okay. 0627097.